Xin chào các bạn, hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhé. Mình sẽ tô bút chì màu tím. Bút máy mình sẽ tô màu đỏ. Cái này mình sẽ tô màu cam. Bút chì này mình sẽ tô màu xanh. Bút mình sẽ tô màu vàng. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.